Tin tức pháp luật 24 giờ, Phúc So bị điều tra bổ sung ngày 26 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa ra quyết định trả hồ sơ vụ án vụ Trần Ngọc Phúc, 37 tuổi, thường gọi là Phúc So và các đồng phạm, trong đó có Trần Ngọc Tài 34 tuổi, em ruột của Phúc So. Theo quyết định trả hồ sơ, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu điều tra làm rõ một số nội dung như làm rõ số ma túy thu giữ tại bàn trong phòng karaoke là của ai, làm rõ việc xử phạt hành chính đối với Tài về một số khẩu súng thể thao thu giữ được, đồng thời làm rõ lý lịch bị can. Trước đó, Phúc So và đồng phạm bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố về các tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy. Phúc So nổi tiếng trên mạng xã hội vì đeo trên người gần 20kg vàng mỗi khi xuất hiện. Bên cạnh đó, đối tượng này còn sử dụng nhiều vật dụng bằng vàng như siêu xe mạ vàng, mũ vàng. Thu giữ thêm súng, lựu đạn liên quan vụ Tuấn Khỉ theo nguồn tin khám xét nhà bị can C. Một trong 12 bị can đang bị tạm giam trong vụ án này, cơ quan chức năng phát hiện, dưới hồ nước có nuôi cá sấu của bị can này có nhiều súng và lựu đạn. Về phản ánh của người dân cho biết trong số các bị can của vụ án, có người thường đi đâu cũng mang theo hai khẩu súng K-59, hiện cơ quan chức năng đang làm rõ chi tiết này. Trong diễn biến liên quan, vào ngày xảy ra vụ án 29 tháng 1, con bò của một gia đình cạnh hiện trường đã trúng đạn chết. Chủ con bò này cho rằng bò của họ chết là do bị trúng đạn của Tuấn Khỉ, nên có đơn yêu cầu gia đình Tuấn Khỉ bồi thường 40 triệu đồng. Trước đó, vào các ngày 29 và 30 tháng 1 trên địa bàn huyện Củ Chi, Lê Quốc Tuấn Tuấn Khỉ, 32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh dùng súng bắn 5 người chết và 1 người bị thương. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ 12 bị can để điều tra về các hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Riêng Tuấn Khỉ đã bị tiêu diệt và cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã đình nã Tuấn Khỉ. Vụ án vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra, làm rõ. Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang, cựu PKD Sở Giáo dục Triệu Thị Chính được giảm án ngày 26 tháng 2, tại phiên phúc thẩm mở ở Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bà Triệu Thị Chính, cựu PKD Sở và DT, trong vụ án gian lận điểm thi tại tỉnh này xảy ra năm học 2018. Tại phiên xử, bà Chính cho hay, bản thân không nhờ ai nâng điểm nhưng qua các phân tích của hội đồng xét xử, thì bà thấy mình phải nhận một phần trách nhiệm trong vụ án này. Nữ cựu phó giám đốc sở nói mình không phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi như cáo buộc. Sau phiên tòa, bà Chính cho biết, vẫn không hài lòng với phán quyết của tòa và dự kiến sẽ có những kháng nghị tiếp theo. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm cho rằng, bà Chính đã có hành vi nhờ nâng điểm cho các thí sinh, nên cấp sơ thẩm tuyên phạm tội là đúng. Tuy vậy, bị cáo này có tình tiết giảm nhẹ nên hội đồng xét xử quyết định giảm án cho Triệu Thị Chính, từ 24 tháng xuống còn 15 tháng tù. Thanh Hóa, hai đối tượng truy nã nguy hiểm xa lưới trong 2 ngày. 25 và 26 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp bắt giữ hai đối tượng có lệnh truy nã gồm Lê Nguyên Phủ sinh năm 1987 ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và Bùi Văn Thương sinh năm 1992 ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Đây là hai đối tượng bị Công an tỉnh Bình Phước và Trại giam Thanh Cẩm, Bộ Công an ra quyết định truy nã. Trong đó Lê Nguyên Phủ bị CAH Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước truy nã về tội cưỡng đoạt tài sản. Đây là đối tượng đã có hai tiền án về tội giết người và cố ý gây thương tích. Vừa ra tù tháng 9 2018 đã tiếp tục phạm tội và bỏ trốn khỏi địa phương. Trong khi đang lẩn trốn tại huyện Triệu Sơn thì bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thanh Hóa phát hiện bắt giữ.
Trước đó, ngày 25 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với trại giam Thanh Cẩm, Bộ Công an bắt giữ đối tượng Bùi Văn Thương là phạm nhân đang giam giữ và cải tạo tại phân trại số 1, trại giam Thanh Cẩm, Bộ Công an, trong khi đang lao động đã bỏ trốn. Công an phát hiện cơ sở sản xuất khẩu trang y tế không phép. Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố điều tra phát hiện một cơ sở sản xuất khẩu trang y tế không phép trên địa bàn. Cơ sở sản xuất trên là chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn TMSX Khắc Đạt, có địa chỉ số B369A, khu phố 4, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, do bà Nguyễn Thị Huệ làm giám đốc. Theo Công an Biên Hòa, tại thời điểm kiểm tra, công ty có 4 nhân viên đang làm khẩu trang trên một dây chuyền sản xuất. Ngoài ra, đoàn cũng phát hiện 6.000 chiếc khẩu trang đã thành phẩm nhãn hiệu, khẩu trang y tế kháng khuẩn tiệt trùng Mitomax 4 lớp. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Trần Thị Huệ khai nhận, do nhu cầu thị trường nên công ty hoạt động sản xuất khẩu trang nhưng chưa tiến hành làm các thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh về sản xuất trang thiết bị y tế và cũng chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất. Let's look at why.